trước mắt khán giả, anh Viễn đang giới thiệu một siêu phẩm đến từ Mỹ, hãng JBL Comedian ZX112M, giấy bắt 30 tép kẹt. Thì với ông này mà nghe tép đánh rất là tơi nhá, rất là lẩy và sắc gọn, bát thì êm ấm mềm lời rõ, nghe cực đã tai. Một ngày với dòng loa này luôn luôn biết chinh phục những khách hàng khó tính và những đôi tai cảm thôi âm thanh, và các bác nghe lâu ngày nó không chán, nghe liên tục không mệt, vừa hát hay vừa nghe nhạc tuyệt vời, giá thành vô cùng hợp lý nhá. Thì với dòng loa Mỹ bãi thì nó tùy theo chất lượng từ đôi loa, độ đẹp độ sống khác nhau. Với Kim Phương Trâm bên em ấy là không làm thôi, đã làm mà làm loa đẹp thôi nhá, loa xuất sắc. Do vậy khi mà các bác mà chốt đấy thì an tâm tuyệt đối về chất lượng của loa cũng như là độ đẹp của nó. Thì với dòng loa xuất sắc em nhá, đẹp không gì vết, thiếu đồ shop. Bên em bán với giá là 11.500.000, bao ship và tặng một cặp dây loa. Mời bác cùng nghe âm của nó thể hiện. Trà súng đạn này khi sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê tìm tuổi thơ mất. Đấy, lần anh nữa 125 này. Chào mừng các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về một cặp loa Mỹ bãi đẹp lung linh đến từ hãng JBL, có model là ZX112M. Đây là dòng loa xịn mắt 30 tép kèn, rất phù hợp cho bác nghe nhạc chuyên sâu và hát karaoke. Thì với dòng loa này thì các bác có thể là nghe nhạc bé, nhạc to và nghe nhạc giữa, thì vẫn nó đều đưa ra một cái giải âm thanh tròn chỉnh, tinh tế và sâu sắc. Thì ngày em về được 3 đôi bác nhé. Quay trước một đôi giới thiệu các bác. Cặp loa này thì thiết kế nó thùng gỗ bọc lỉ, nằm trong chuỗi ZX100, model là ZX112M, nắp đã sản xuất tại Mỹ nhé. Đó. Kích thước của này ấy, rộng là 40, sâu là 32, cao là 58, rất là xinh xắn nhá. Công suất là 250W cho đến 500W, đánh ở trở kháng tam ôm. Độ nhạy cực cao nhá. Độ nhạy cao tới 128 decibel, 29 decibel này. Rất là cao. Đấy. Tem cả gốc còn nguyên đây này. Có những cái tem đỏ au đẹp không? Chất lượng lắm nhá, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, bồng vước cái thùng sáng tinh này. Phần tầm thì giấy bích bên này. Anh nhìn những cái cuộn đồng nó sáng chưa? Mới két bác nhá. Không chê về cấu tạo vỏ. Rồi về cổ tép thì nó sụn cổ tép truyền thống, nó là 2412H-1 sản xuất tại Mỹ. Cái màu tư màu rất đẹp chưa? Long lanh chưa? Thì sắt xì mới cứng này. Cứng cựa luôn. Zin tuyệt đối anh em nhá. Đấy mà nhìn này. Từ cái sắt đi sáng cống đúng không? Cống cộng. Màng thì đẹp như vinh vẽ này, rất là dai nhá. Gân độ tầm dầu. Đẹp chưa? Đấy, màng đẹp lắm nhá. Như mới luôn. Tỷ lệ tới 98% rồi nhá. Đây từ coi nào. Từ 16 họng 6.3. Nắp ráp sản xuất tại Mỹ. Mã là 112-8. Tất cả tình trạng đẹp long lanh. Anh em xem này, đẹp quá đẹp luôn ạ. Không tí vết nhá. Đấy. Không tí vết nhá. Lo của em thì em quay rõ kỹ, bác mà nhu cầu chốt là mua luôn chứ không phải nghĩ nhá. Đấy, đôi này em bán với giá là 11.500.000 đồng bao ship nhá. 11.500.000 đồng. Độ mới gần như là còn như thực shop nhá. Đấy, giá này bác. Loa Mỹ thì nó tùy theo độ đẹp, độ xấu nhá. Độ zin thì xịn, loa em thì lúc nào bao zin tuyệt đối các bác. Đẹp nhá, xuất sắc. Đấy, âm thanh chạy chuẩn chỉ. Đây cặp loa. Thì bác nào có nhu cầu alo cho anh Nguyễn nhá. Bà có nhu cầu cọc trước em 1 triệu nhá. Anh có chào các bác ạ.